không dính mà ngập không được. Cái đầu tiên không dính rồi, cái thứ hai không được luôn. Con này cái thứ ba này dính là mừng ê. Đây nha mọi người nha, từ tối hôm qua cái thứ tư nha mọi người nha. Đấy, cổ hang luôn, tại tại miệng hang luôn. Lấy đâu rồi? Thứ năm không được. Sáu cái. Sao lại không có nhỉ? Bảy cái mà không thấy đâu. Ồ, không có.
vẫn không có. Không có nhỉ. Đây mọi người, trong quá trình tôi đi thu ấy thì được hai nhóc rồi, gần 20 cái mà dính có hai nhóc, ít chuột. Gần 20 cái. Hình như tôi có bỏ sót một cái đâu đó, không nhớ nữa. Chào tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người video sau nha. Để bẫy được nhiều hơn nha. Mọi người thấy hay nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Chào mọi người.